Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một chuyến khám phá mới trong thế giới Crazy Crab nha. Và mới vào thì mình thấy xung quanh mình có rất là nhiều thứ mới lạ nè. Đầu tiên là những cái quả cầu khổng lồ mà ở trên bầu trời. Bên kia là một cái ngôi làng. Đằng xa xa cũng là một quả cầu và một cái tòa tháp gì bên kia nữa. Nhưng mà mình cần phải tránh xa ra mấy cái tên đội nón màu trắng trắng kia ấy. Tại vì mấy tên đó sẽ dí đánh mình. Mình không biết mình có làm gì được hắn ta không nữa mà hắn dí đánh mình quá trời luôn. Thôi giờ thì mình sẽ mặc kệ hắn ta và bắt đầu vào công việc sinh tồn luôn thôi. Đầu tiên thì mình cần phải lại gần cái cây này và lấy một ít gỗ trước cái đã. Và mình có thể giết mấy cái con bướm này nè. Để mình có thể biến thành mấy con bướm này và dễ dàng đi khám phá hơn nha. Rồi gán bắt bướm. Ui, chưa được, còn một máu thôi, gắn đục chúng một cái nữa thôi à. Cố lên. Trong đây con bướm còn khó bắt á các bạn ơi, huống hồ là mấy con quái trong này. Rồi, mình đã giết được một con bướm đầu tiên. Và bây giờ mình có thể biến thành một con bướm rồi đó. Giờ thì mình sẽ biến thành con bướm một cái nè. Đó, biến thành bướm mà mình chỉ còn có một trái tim thôi à. Và được bonus thêm hai trái tim màu vàng nữa. Nhưng mà không sao, giờ thì mình có thể bay để thám thính xung quanh rồi đó. Một ngôi làng, một tòa tháp và đằng kia là một ngôi làng nữa. Rồi vậy là ổn rồi đó. Giờ thì mình sẽ đáp xuống đây nè để trở lại thành người thôi. Biến thành người lại thì mới có thể lấy gỗ các bạn ơi. Rồi tiến lại đây và lấy gỗ thôi. Mình sẽ lấy khoảng 2-3 cây gì đó để mình có thể chế tạo những cái dụng cụ cần thiết trong thời gian đầu nhá. Và trong đây thì những cái con quái vật là cực kỳ nguy hiểm luôn. Con nào nó cũng có thể giết mình trong một hit hết á. Tại vì giờ mình chưa có giáp nè, nên mình phải rất là cẩn thận mới được. Rồi lấy hết cái cây này thì mình sẽ bắt đầu chế tạo những cái dụng cụ. Đầu tiên đó chính là cái bàn crafting trước. Kế tiếp là que để mình có thể làm cúp. Và khi có cúp á, thì mình sẽ nâng cấp hẳn lên cái đồ đá luôn. Để cho tốt luôn nhá, chứ không có làm mấy cái đồ gỗ. Rồi làm thêm một cây rìu để mình có thể chặt cây nhanh hơn đi. Rồi đó, mình chỉ cần hai cái dụng cụ cần thiết này thôi là mình sẽ nâng cấp hẳn lên đồ đá luôn. Chặt khoảng một cây này nữa. Trong đây thì không có cái mod chặt cây nên mình phải chặt từ từ như vậy nè. Hơi mất công một xíu nhưng mà không sao đâu. Lúc đầu thì hơi khó nhưng mà từ từ nó sẽ đỡ hơn thôi. Rồi chặt nốt cái cây này và tìm một cái hang gấp thôi. Giờ mình chưa có giáp á nên chưa có dám lại gần mấy cái tòa tháp như vậy để khám phá. Khi nào mà có một bộ giáp sắt cũng được nữa thì mình sẽ tiến lại gần và khám phá nốt luôn để mình tìm thêm đồ xịn đấy. Oh, girlfriend. Bạn gái nè. Ui, trong đây mình gặp bạn gái luôn. Bạn gái này không có nói chuyện được các bạn ơi. Và có tới 80 máu lận. Ui, nhiều hơn mình rất là nhiều luôn á. Ngôi làng gì ngộ vậy? Ủa, ngôi làng này ngộ lắm các bạn ơi, ngôi làng của Enderman. Ui, baby Enderman nè. Ui, ngôi làng này đã vậy. Wow, cái này Enderman cầm cung nè. Để coi, ôi có rương luôn. Được một áo giáp sắt. Rồi, mình sẽ lấy cái áo giáp này để mặc tạm nha. Được á, chắc mình sẽ sống gần cái ngôi làng này và... Ủa, cô bạn gái này làm gì bị mất máu ta? Ui, con gì á? Ui, thôi, ghê, đừng lại gần mấy con đó. Ui, mấy tên này hình như là ăn trộm hay sao nè. Chạy, mấy tên đó có vũ khí á. Ui, đừng có dí mình nha. Ui, dí hả? Đừng mà. Thôi, làm ơn. Ui, chạy. Ui, chưa hết bị dí rồi. Trước khi tiếp tục video thì mình muốn giới thiệu với các bạn một tựa game giải trí đơn giản nhưng đồng thời rèn luyện được khả năng tư duy, đầu tư trong việc kinh doanh, đó chính là game Idol Catan. Về cách chơi thì vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần đợi xe vào rửa hoặc là bơm xăng, tiền sẽ được thu tự động và khi đủ tiền thì chúng ta có thể sử dụng nó để nâng cấp trang thiết bị cho trạm rửa xe, trạm đổ xăng hoặc là mở rộng đường xá để có thể chứa thật là nhiều xe hơn và khi đó chúng ta sẽ kiếm thiệt là nhiều tiền và trở thành một ông chủ giàu có. Để tải game về chơi thì các bạn có thể truy cập vào CH Play hoặc là App Store, sau đó nhập vào từ khóa Idol Catan, link mình có để dưới phần mô tả cũng như là phần game của bình luận. Chúc các bạn có những giây phút chơi game vui vẻ. Còn bây giờ thì tiếp tục vào video thôi. Vậy thì không ổn vô lắm. Hãy né xem. Ui, dí nhanh vậy anh bạn. Tôi có lấy cái đồ gì của anh đâu. Ui, hắn ta dí mình kìa. Ui, hắn chạy nhanh thiệt á. Và ở đây có những cái hình như là Lucky Block thì phải. Ôi, cho mình mấy cái áo giáp ngựa. Ui, trong đây nguy hiểm quá à.
tên nào cũng dí mình hết á. À mà quên nữa, lúc mình mới vào mình bị quá trời mấy cái con quái vật nó giết nè. Bây giờ thì mình xin các bạn cho mình sử dụng một cái lệnh đó là Keep Inventory nhá. Mình sẽ bật nó lên một cái game rule keep inventory true lên để mình có thể dễ dàng sống sót trong cái thế giới này, hoặc là khi bị tiêu diệt mình không phải mất công chạy lại để nhặt đồ ấy. Trong đây con nào nó cũng giết mình được hết trơn á. Rồi giờ tìm một cái hang thôi, đi lên quanh nãy giờ vẫn chưa tìm được cái hang nữa. Ồ, ở có hang rồi nè. Ui, ôi ui, ui, mình tìm được nhà của ai rồi nè. Ui, chắc mình sẽ xin sống tạm ở đây một vài hôm đi. Khi nào mình tìm một nơi ở khác á, thì mình sẽ di nhà nhá. Còn giờ chắc mình sẽ sống tạm chung với cái bác gì mà ngôi nhà toàn là vàng nè. Ui, mới vô gặp đại gia rồi các bạn ơi. Có xác luôn hả? Để mình sẽ xuống đây và lấy một ít xác luôn coi. Đầu tiên làm cái lò nung trước nè, sau đó lấy thêm hai cục đá nữa thì mình có thể chế tạo được cái cây cúp bằng đá nhá. Đây, một cây cúp bằng đá. Và xuống dưới đào sắt luôn thôi nào. Mới vô có sắt là thấy may mắn rồi đó. Ui, vào bên kia hình như có mấy cái quặng silver nữa hay sao kìa. Chắc mình sẽ lấy nốt mấy cái quặng kia luôn á. Rồi nung trước ba cái quặng này đi. Sắt nè, ván gỗ. Rồi, và mình sẽ qua đây coi cúp đá. Ui, cúp đá. Ui, sao đập cái quặng này lại rơi ra mấy con gà. À, sẵn tiện đây mình sẽ lấy thịt luôn đi. Giờ mình đang thiếu thức ăn nè. Đó, lấy thịt để ăn luôn. Ui, tự nhiên đào mấy cái quặng ra cái con gà chứ. Kỳ lạ thiệt á. Ui, có vàng luôn kìa. Ủa, hình như không, cái đó không phải vàng. Một cái loại quặng gì á, chứ không phải vàng đâu. Ồ, đúng rồi, nó hơi ngã xanh một xíu. Vì là một quặng khác rồi. Rồi, lên đây giờ mình sẽ lấy cái xác để mình có thể làm một cái xô nhá. Trong đây thì rất là cần thiết cái xô, lỡ mà gặp mấy cái con quái vật mà hệ lửa thì mình còn có thể chống lại. Giờ thì mình sẽ lấy lại cái lò nung một cái nè. Hình như trời cũng đã tối rồi đó. Chắc mình sẽ lấy thêm một ít đá rồi mình sẽ vô trong nhà của cái bác kia để sống tạm nha. Ui, gần đây quá trời mấy cái công trình bí ẩn luôn. Từ từ sẽ khám phá hết. Còn giờ thì trèo lên trên trước coi nào. Ui, cái này khó trèo lên quá. Nhặt một lốc đất nè. Đặt xuống, ui. Ui, xương gà ngộ ở trong đây còn có hẳn xương gà luôn. Ồ, hay ngang. Rồi, giờ mình sẽ đào block này và chui vô nhà của bác này sống luôn. Có cửa không ta? Mình sợ bác này rào lại không cho mình vô á. Rồi, chỉ có nhảy qua đây mà cái. Ui, ui, mình đói rồi nên mình không có chạy nhanh được á. Ui, ui, ui. Ui, ui, ăn trộm, mấy tên này hình như ăn trộm á. À, mình có rượu nè. Nãy giờ không có vũ khí thôi ngang, chứ không phải là người ta không dám đánh đâu ngang. Mình không có vũ khí á, nên không có dám đánh lại. Đánh lại nó cũng đâu có mất nhiều máu đâu. Rồi, vô sống tạm coi. Coi cái này. Ui dạ, cái gì rớt bẹp bẹp vậy? Cái này dùng tiền để đổi ra sắt à. Wow, cái này giống như thương nhân vậy đó các bạn ơi. Tiền có thể đổi được kim cương nữa nè. Ủa, làm sao để có tiền ta? Ui, một cái kiếm luôn. Có 3 đô. Ủa, 3 tờ, một cái này là bao nhiêu đô đây? 1 triệu hả? 1 triệu đô đổi được một cây Bunder Saw nè. Ui, kiếm xịn nha. Giờ thì chắc mình sẽ ngủ tạm tại cái giường này đi. Nãy giờ chết quá trời rồi kìa. Giờ thì mình sẽ làm dấu lại cái điểm này không ta? Cái này bật map lên coi. À không, cái này chắc không cần làm dấu đâu. Tại vì nhìn sơ qua mình cũng biết hả. Rồi, tạm thời mình kiểm tra rương. Ủa, trong đây có tiền nè, mình mình sẽ lấy tiền của ổng rồi mình mua đồ của ổng luôn nha các bạn. Hơi kỳ kỳ một xíu nhưng không sao đâu, mình nghĩ như vậy cũng ổn á. Rồi, lấy hết đồ trong đây nè. Có xác luôn, tiền cúng mèo, lò nung hả, xin luôn đi. Xin hẳn cái giường luôn, tại vì tên này Ricket mà, không sao. Ủa? Ủa, cái này không phải vàng. Ui, cái tên này. Ui, tưởng đâu giàu lắm thì ra xài vàng giả các bạn ơi. Vàng gì đâu mà dùng cúp gỗ đâu cũng được nè. Mấy tên này xài vàng giả luôn chứ. Để mình để tiền này vô coi. 1 đô thì không có. 10 đô thì mới mua được. Cái này là 100 đô. 100 đô vậy là 110 đô mới có thể mua được kim cương. Giờ chưa, mình chưa có thể lấy đồ của cái tên này rồi. Thôi, dù sao thì mình cũng tới đây rồi nên mình xin hẳn mấy cái rương. Đi tìm nơi khác để sống thôi. Chứ sống gần này thế nào cũng bị mấy tên trộm lại đây hả. Tại vì nhà cái tên này giả mà, bằng vàng giả này các bạn ơi. Rồi, đi tiếp thôi. À, đằng kia có bò kìa.
và một cái tòa tháp. Ui, chắc mình sẽ lợi cái tòa tháp đó để sống á. Ui, và có mấy cái cây bị đốn sẵn nè, chắc mình sẽ lấy luôn, nó khỏi phải chặt. Rồi sau đó lên thịt một vài em bò coi nào. Một em bò nha. Rồi hai em bò. Rồi làm hết luôn. Một xíu thì mình sẽ tìm một đàn bò khác để mình nuôi sau cũng được. Giờ thì mình sẽ gán cuốc bộ lại cái ngôi nhà đó, rồi đặt cái lò nôn và nung thức ăn lên nha các bạn. Ui, đây có mấy cái con gì nè, dễ thương ghê luôn á. Ui, nữa hả? Ui, tên nào cầm mấy cưa vậy? Ui, có tên nào cầm mấy cưa vậy? Ui, hắn rơi ra một cái sapphire nè. Cái tên cướp đó các bạn ơi. Giết mấy tên cướp của mình còn được đồ nữa chứ. Ui, hắn quánh mình cái muốn chết rồi. Ui, nguy hiểm thiệt á. Giờ tìm một cái nhà để sống thôi. Nguy hiểm quá. Rồi, tới nhà rồi. Giờ mình cũng gần đối chết rồi nè. Coi coi trong này có cái gì để mình có thể khám phá không nha. Cái này nhìn sơ qua không giống cái nhà cho lắm, giống một cái ngôi đền hơn á. Không có đường vô luôn. À đây, đường vô đây. Ui, cái này không phải nhà các mọi người, như cái này cái công trình gì á. Mà giờ thì mình cần phải chui vô đây để núp một thời gian đi. Đặt lò nung xuống, nung thức ăn ra nè. Nung thịt bò ra. Ui, nãy giờ đói gần chết rồi. Khó khăn thiệt á, thế giới Crazy Grab này rất là khó khắc nghiệt luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy trước một cái miếng thịt bò ăn cho lấy lại sức nào. Thì cái tình á, giờ vẫn chưa định cư được nữa. Không biết dưới này có gì không ta? Mình tò mò quá, để mình xuống dưới thử coi. Ui, mình nghe tiếng nhện rồi. Thôi, có tiếng nhện rồi. Lũ xuống dưới nhện nó cắn chết á. Rồi lấy thêm một miếng nữa nè. Mình cần ăn khoảng thêm một miếng nữa thì mới có thể hồi đầy máu. Rồi ăn thêm một miếng nữa. Ổn rồi đó. Ở đây có những cái willpower. Cái này thì không. Cái sapphire thì có thể chế tạo những cái viên ngọc anh hùng à. Dùng để chế tạo cái hero maker. Hình như là cái này dùng để chế tạo áo giáp anh hùng các bạn ơi. Được nghe. Hình như trong đây mình còn có thể trở thành một anh hùng luôn á. Ui. Nè, lại đây nè bạn. Ui, kiếm. Ôi, rìu hôi rồi. Dùng cúp quýnh luôn nè. Và hắn rơi ra hình như là willpower nữa. Và thêm một cái red diamond. Ui, chết rồi, zombie tìm tới mình rồi. Ui, quýnh zombie mà được tiền hả? Ui, hay nghe, quýnh zombie mà được tiền các bạn ơi. Ui, mình hết cái vật liệu đốt rồi. Thôi, mình sẽ lấy lò nung và tìm một nơi khác sống luôn thôi. Nơi này từ từ sẽ quay lại sau. Ôi, cái ngày đầu tiên trong thế giới này khắc nghiệt thì có vẫn chưa định cư được nữa. Giờ đang... Ui, kiến đỏ nè. Ổ kiến luôn. Ui, trong đây còn có kiến đỏ nữa. Ui, đằng kia có một tòa tháp kìa. Khu này có vẻ nguy hiểm đây. Vùng sa mạc, rất là nhiều cướp luôn á. Thường thường sa mạc mới đến mấy vùng đất mà có người sống chứ. Mà sao lại ra vùng sa mạc vậy, đâu có ai đâu mà cướp được. Ở đây thì lại có một cái quả cầu. Chỗ này kỳ lạ thiệt á. Thôi, giờ mình sẽ cố gắng rời xa khu này một thời gian đi. Khi nào ổn định hơn thì mình sẽ đỡ lại sao. Chứ giờ quay lại chẳng khác nào nạp mạng cho mấy tên đó. Được cái hạt giống gì đây? Chưa biết nữa. Ui, Enderman bị gì á? Enderman bị gì á? Không hiểu luôn á. Rồi, à, đây có bò nữa nè. Có thêm thịt rồi các bạn ơi. Đỡ đói. Đây, xin thịt của mấy bé này đi. Xin thịt bé nha. Ui. Xin thịt bé nha. Rồi, đặt cái này xuống nè. Làm hẳn một cái cây kiếm bằng sắt luôn đi. Gặp mấy cái con quái vật hay là cướp thì mình còn quánh lại được chứ. Rồi, vứt cái hạt giống ra. Cái này cũng vứt luôn đi. Vứt. Rồi sau đó mình sẽ chế tạo thêm một cái áo giáp nè. Một cái nón nữa. Còn ba cái này thì mình sẽ làm một cái cúp. Đó, vậy là vừa đủ luôn. Nhưng mà giờ thì mình đang hết que rồi. Để mình làm thêm một ít que cái đã. Đây, có thêm que và làm một cây cúp bằng sắt thôi nào. Vứt cúp bằng đá ra luôn đi. Rồi, giờ thì lấy thịt bò nha. Ui, đằng kia có mấy con... con ếch kìa. Ui, có con ếch luôn. Wow, tiệt cú mèo. Rồi, giờ thì lên trên chỗ này có... Ui, gà lối nè. Ui, trong đây có gà lôi luôn hả? Có bướm nữa nè. Và khu này có vẻ mình sống được nè các bạn ơi. Khá là yên bình á. Khu này chắc mình sống được. Ở bên kia có một cái công trình gì mà to dữ vậy ta? Đó. Ui, kỳ lạ thiệt á.
Giờ thì chắc mình sẽ đi tìm thêm ít gỗ rồi sau đó xây một cái nhà tạm ở đây đi các bạn ơi. Rồi mình sống qua thôi chứ giờ mà đi lên đên như vậy thì không biết khi nào mới định cư được. Và phía trước còn có một cái lucky block nữa kìa. Để mình lại đằng đó và đập nốt luôn đi. Biết đâu đập cái này ra nó cho mình một vài stack khối kim cương thì sao. Lucky block mà, đâu biết trước được. Rồi đập ra đập ra. Lucky villager, dân làng may mắn. Wow, lucky helmet. Vậy là dùng kim cương để đổi set đồ à. Cũng được, để tạm cái anh dân làng này ở đây đi. Từ từ mình sẽ quay trở lại đây và trao đổi sau. Mà chỗ nãy thì nó cao quá các bạn ơi, mình không muốn sống chỗ cao đâu. Mình thích sống mấy cái khu đồng bằng hơn. À giờ mình có thể bay mà ta. Quên nữa, mình sẽ biến thành con bướm đi. Con bướm nó mất tiêu rồi. Đây con bướm nè. Đó, rồi sau đó bay thôi. Yay. Ủa mình vẫn có thể chém được luôn. Ủa hay vậy. Ủa tay không dùng không được mà kiếm vẫn có thể dùng được. Nhưng mà hơi khó chém thôi tại vì con bướm nó khá là nhỏ các bạn ơi. Đó, vậy là tuyệt vời rồi. Giờ tìm một khu thích hợp để sinh tồn nữa nào. Mình sẽ bay lên trên không một xíu tại vì trên cao thì mình sẽ có một cái tầm nhìn tốt hơn. Và xung quanh đây có rất nhiều nhân vật Steve mà có thể trao đổi được ấy. Từ từ thì mình sẽ tìm mấy cái anh mà bán đồ tốt tốt mình trao đổi để lấy đồ nhá. Và bên đây có vẻ là một cái cung điện kìa. Ủa chắc mình sẽ đánh chiếm cái cung điện này á. Tại vì sau khi đánh chiếm cái này chắc chắn mình sẽ có một nơi ở ổn định nè. Và ngoài ra ở đây cũng khá là yên bình nữa chứ. Được được. Ui trời, ui khoan 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 khoan. Bắn một phát là mình nghẹo liền á. Mình có 3 trái tim thôi. Ừ, không biết đánh thưởng nào trước ta. Mà trước tiên thì mình cần phải biến thành người trước cái đã. Không có kiên biết xuống nổi không nữa. Rồi đáp xuống này. Rồi ui da, ui ui. Ui zombie vô đây. Zombie hả? Rồi một. Ui bên đầu skeleton. Ui làm gì uống thuốc cái ghê vậy. Chuẩn bị sẵn cây cúp các bạn ơi. Ui bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. À lại đây, lại đây, lại đây nè ông bạn. Ủa mấy tên lính gác này mặc áo giáp luôn các bạn ơi. Áo giáp vô đây. Mình không sợ mấy tên quấn cận chiến đâu. Mấy tên bắn xa thì mình sợ chứ mấy tên cận chiến thì mình không có ngán đâu. Quất luôn. Chơi lúng luôn. Rồi. Thật kịp đợi cho quýnh mình hả. Định quýnh mình hay sao. Định quýnh mình nè. Và mấy tên này rơi ra cả ngọc lục bảo nữa. Khá là tốt á. Tiền thì chắc mình sẽ giữ lại những cái đồng nào có giá trị lớn thôi. Như là 50 đô nè. 1 đô vứt luôn. 5 đô vứt luôn. Mà chỉ xài tiền lớn thôi. Mới vô nhưng mà chơi sang luôn các bạn ơi. Quýnh mình sao đây hình như nổi chiến hay sao rồi. Mấy tên này bắn lộn nè. Bắn lộn hả. Đồng minh với nhau mà dám bắn lộn. Không có đoàn kết gì hết. Để mình tiêu diệt hết luôn, không đồng kết là chết hết. Rồi, ui, cầm cung kim cương luôn. Ây vô, mấy tên này bắn đau quá. Giờ mình sẽ cố gắng làm sao đập được cái spawner trong này nè. Rồi, đập được rồi, chạy. Ui, 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 nó bắn mình bay lên trời luôn. Rồi, lại đây nào. Lại đâu, creeper, ui. Creeper mình one shot được luôn. Wow, mình hơi bị mạnh á. Ui, nhưng mà trong kia có con creeper được cường quá kìa. Thôi, tạm thời gác qua cái vụ đánh cái. Ui, ra ngoài thì gặp ăn trộm. Ủa ăn cướp chứ. Bên trong thì gặp mấy cái tên skeleton với quái vật dữ. Ui, skeleton mà sợ mấy tên trộm nè, tên cướp nè. Ủa, skeleton mạnh lắm mà, sao lại sợ mấy tên này. Kỳ lạ thiệt á. Dám quýnh skeleton hả. Ý là người rồi quánh mấy cái con quái hả. Mình sẽ tiêu diệt hết luôn. Giáp ngựa bước luôn đi. Mình không cần mấy cái giáp ngựa đâu. Nhặt mấy cái viên hồng ngọc nè. Mới vô còn nhặt được hồng ngọc nữa chứ. Blink and steel thì mình sẽ nhặt Blink chứ. Và trong này có cái rương mình sẽ lấy nó cái rương này rồi chạy thôi. Ui ở đâu bắn vậy. À nó ở trên các bạn ơi. Hèn gì nó bắn mình không thấy. Ôi chắc bây giờ mình sẽ. À ban đêm rồi nè. Giờ thì mình có thể ngủ và spam boy ở đây rồi. Nên không sợ chết ở nơi xa nữa. Giờ đặt cái giường xuống và ngủ thôi. Rồi ngủ qua đêm thì mình sẽ vô trong chiến đấu mà không sợ chết mà ở lại cái chỗ ban đầu ấy. Và mình sẽ đặt cái rương xuống và dọn dẹp đồ trước khi vào bên trong để chiến đấu nha các bạn. Mình đã dọn dẹp đồ lại rồi và bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cái khiên luôn nha. Xuống dưới phải có cái khiên thì mới dễ dàng tấn công mấy cái con quái trong đây được. Rồi giờ thì đổi ra thêm một ít ván là một cái khiên thôi. Nó có khiên thì mình sẽ công ngán mấy tên Scarlet. Ủa trong đây không cho làm khiên à.
Rồi, trong đây không không cho làm khiên luôn. Úi, khiên gỗ được nè. Khiên gỗ được, ok, dùng khiên gỗ cũng tạm đi. Có khiên sắt không? Iron. À, khiên sắt phải làm ngược lại, vậy là nó sẽ tốn nhiều sắt hơn. Mà đầu tư thôi chứ sao giờ. Đó, được một khiên sắt nè. 13 dây block luôn hả? Ôi, cái này mình nhét vô đâu ta? Ôi, sao dùng cái khiên được? Ôi, chết rồi, cái này không bản phải như mấy phiên bản cấp cao hơn có thể dùng tay trái. Thôi xong rồi, phí sắt rồi. Cái này dùng sao đây? Giờ như người tối cổ vậy đó, không biết dùng cái khiên này luôn. Thôi xong rồi, làm liều vô chiến đấu liều luôn. Từ đây nào, mình sẽ test cái khiên trước. À, mấy con quái nó đi spawn rồi. Ây da. Ủa, tên này lì vậy? Chẳng khiên nè. Khiên giỡn. Ui, khiên mà chẳng. Ui, xuống đây giết mình hả? Đâu có dễ đâu. Và giờ mình coi coi trong đây nó có. À, mình có nhặt được một ít than mà. Mình cũng thể đổi ra que, làm những cây đuốc và thắp sáng ở bên trong này. Như vậy thì nó sẽ ít spawn quái hơn. Cắm đuốc lên. Ở đây một cái và trên này một cây luôn. Rồi, sáng trưng rồi đó. Và ở phía dưới thì sẽ có thêm mấy con quái khác, nhưng mà mình sẽ lên trên trước đi, đánh dọn phía trên trước rồi hạ xuống dưới. Và trên này nó còn có rương nữa nè, có than và một ít cái đá lửa ngoài này. Ngoài này còn. Đó, mình sẽ dùng cái cửa này để làm vật để che chắn cho mình. Lại đây nào. Ui. Bắn dễ tự luôn rồi. Ui, làm gì uống thuốc cái ghê vậy? Quánh có một cái thôi mà uống ra que 50-60 chai chai thuốc á. Rồi, tôi dựng hết lên này luôn. Đó, ổn áp. Và tiến vào bên trong thôi. Ui, có rương nè. Wow, được một cái gì ta? Revolver, cái này dùng để làm gì, và một cây kiếm nữa. Ui, cây kiếm này quánh nhanh nè. Nó cộng tới 130% tốc độ đánh lận. Mặc thêm cái quần bảo vệ có vật được bắn. Một cái nón nữa. Wow, giờ đã khỏe hơn xíu rồi nè. Ủa, cái này nó còn có kỹ năng nữa hả? Ui, cái này đã vậy. Cái này có đuốc và mỡ than. Rồi, bên ngoài này. Ui, bên ngoài này vẫn còn. Quýnh cái nè. Ui, cái này có vẻ mạnh hơn nè các bạn ơi. Ok, được luôn, dùng luôn chứ sao giờ. Ở đây thì chỉ có đường xuống thôi đúng không? Rồi, giờ thì chắc mình sẽ xuống dưới và khám phá nốt luôn đi. Để khu này nó thật sự yên bình rồi mình mới dọn đồ vô đây sống luôn nha các bạn. Rồi, cắm đuốc lên. Ui, có rương kìa. À, mấy tên kia, ngồi nói chuyện đi, lấy hết đồ luôn. Ui, tưởng gì cho đồ ăn. Mà thôi kệ, cũng được. Ui, mấy tên này thấy mình rồi. Bích tên này có một cái quen kỳ thiệt nhá. Mình quýnh có một cái thôi mà uống thuốc làm gì biết nữa. Uống rồi cũng có sống được đâu. Ui, mà tên này bị gì đấy? Có vẻ mấy tên này hình như bị cận đó bạn ơi. Bắn một lát. Ui, mình mới nói bắn một lát mà bắn trúng rồi kìa. Quýnh rồi nè, cái tội bắn trúng mình hả. Ui, mình kìa mà bắn giới qua tới bên đây luôn hả. Hình dữ vậy. Ui. Ui, mình tỉnh nào. Ăn miếng bò bít tết vô coi. Rồi, lấy đồ. Ui. À, kỹ năng của cái này như là để em nhào tới phía trước các bạn ơi. Được á. Ôi, đúng rồi nè, cái này dùng để nhào tới phía trước nè. Áp sát và tấn công luôn. Ui, căng ba luôn. Cầm cái gậy. Quýnh không sợ chạy chứ thiệt. Cái thằng mấy anh skeleton này á, chơi đá quýnh thì không chơi chạy chứ. Kỳ thiệt á. Rồi, giờ thì qua đây và kiểm tra cái rương. Ủa, cái rương này nãy mình lấy rồi mà. Là giờ. Ui, ở dưới có vẻ khó rồi. Nó mặc giáp kim cương lận. Cái này mình có thể đặt xuống dùng không ta? Cái này dùng để làm gì đấy? Ây da. Ui, chơi quýnh lén. Ai quýnh lén mình. Thiệt tình nó dám quýnh lén mình là. Ui, chết rồi, mình lọt xuống tầng thứ hai rồi. Quýnh nè. Có nhạc. Ui, chết rồi, đông quá. Ui. Rồi, chết rồi, ở trên kia có cái tên cầm gậy trái tim nữa kìa. Ây dâu. Ui, nguy hiểm thiệt á. Và mình được thêm một ít đồ nè, không mà không sao. Giờ xuống dưới chiến đấu chập hai thôi. Giờ mình xem bon ở đây rồi mà. Đâu có sợ mấy tên này đâu. Rồi xuống dưới lại nào, trả thù mới được. Nãy đi xuống đường này. Ủa,
À đừng đừng xuống ở phía bên này nè. Rồi cố lên. Với mục tiêu là đánh chiếm sạch bách cái tòa lâu đài nè, thì mình phải cố gắng dùng hết cái toàn bộ kỹ năng chiến đấu của mình để có thể dọn dẹp cái lũ quái này. Nhưng mà giờ thì mình vẫn chưa tìm. À đường xuống ở đây nè. Ủa cái này nó thiết kế cái đường xuống khó ghê á. Đánh từ từ thôi. Và cái khiên này mình tốn rất là nhiều công sức để chế tạo ra mà không dùng được gì trơn á. Thì cái tên, ủa mà nãy cái tên đó. Cái tên cầm gãy trái tim đó thấy vậy nguy hiểm lắm nghe. Mình mà quýnh đồng bọn nó là nó sẽ hồi máu lại liền luôn. Ui ui bắn đồng bộ kìa, mấy tên này cờ ghê luôn á. Rồi tiêu diệt nè, thắp đuốc lên. Đấy đấy đấy. À quýnh tên này trước, gớt xuống dưới chết đi. Vậy cái tên cầm gãy trái tim đã chết rồi. Vậy là bọn người đã không còn khả năng hồi phục được rồi đó. Vậy là mình sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt hơn. Mấy tên này còn bắn đồng đội đi chứ. Ui mà chắc chung chương khỏe vậy, quánh mãi mới chết được luôn. Cố lên quýnh một lần hai tên, một tên quýnh lần hai tên luôn. Không ổn, có vẻ hai tên không khả quan đâu, đánh lần một tên thôi các bạn ơi, vậy cho nó tiện. Rồi và được quá trời tiền nè, mấy con skeleton này nó cũng có tiền trong người nữa ta. Hay á. Rồi và cái rương này nó cho mình ui khía cạnh của lửa luôn. À mình có thể combo với hai cây mà. Wow, hình như cái này dẫn sức được nè. Wow, cái này mình còn có thể tấn công đa mục tiêu được luôn. Boom, kích nổ được, kích nổ nè, dám chống hả? Có vũ khí mới luôn. Rồi đặt cái đuốc này xuống để thắp sáng lên. Ở đây nào, combo hai cây luôn. Được đấy. Rồi mình sẽ dùng cái này đánh một cái đi cho nó cháy trước nha, và sau đó dùng cái này để quấn luôn. Ui chạy đâu vậy? À giấu đồ quý ở trong này hả? Cái tên này xấu lắm nghe, chơi mà giấu đồ trong đây là không được đâu đó. Cái nón mình còn tốt mình sẽ vứt tạm vô đây đi. Bò cạp vàng hả? Xà cạp vàng chứ. Chắc mình không cần lấy cái đó đâu. Thôi giờ tiếp tục chiến đấu thôi nào. Gần xong rồi đó. Vậy là mình sắp chiếm đóng được cái tòa lâu đài này rồi các bạn ơi. Ôi nhưng mà khoan. Ui. Ui quái vật dám kìa. Ui cái bật. Ui cầm kiếm kim cương hả? Hình như cái tên này là boss của cái tòa tháp này hay sao ấy. 200 máu kìa. Ui mình quýnh hắn là mình bị làm chậm luôn. Ui hắn còn triệu hồi ra mấy slam đàn em của hắn nữa chứ. À không, hình như mình quýnh hắn thì hắn sẽ rơi slam từ người hắn ra. Không phải, đúng rồi. Slam này trong người của hắn ra chứ không phải là slam này tự xuất hiện đâu. Để mình coi quýnh mấy tên này có. Hình như đàn em của hắn không có rơi ra bóng slam các bạn ơi. Và hắn cũng gần chết rồi nè. Và cây này mình có thể đốt hắn luôn. Ok, vậy là mình có thể tiêu diệt được hắn rồi. Rồi một vài máu nữa thôi. Ui không trúng thuốc. Quá tệ độ luôn. Một áo giáp xịn kìa. Bước lẹ. Ui mình cần lấy cái áo giáp. Ô đừng có bắn nữa, tôi cần lấy cái áo giáp. À mấy tên skeleton kia vô duyên ghê luôn á. Tao muốn lấy đồ mà cũng không cho nữa. Bước này đi. Rồi lấy áo giáp. Nó có được một cái áo giáp. Cái này là giống như slam gì đó. Nó còn kháng đẩy lùi nữa chứ. Tốt ghê. Rồi nhảy qua đây và tiêu diệt tên này. Creeper skeleton hả? Rồi thắp đuốc lên. Và đằng này vẫn còn rương nữa kìa. Mình sẽ lấy hết cái rương đó luôn. À coi nào. Nãy giờ hắn bắn muốn sập cây cột này luôn mà vẫn không chết mình thì cái tên á. 4 kim cương. Tốt. À giờ chắc mình sẽ nén mấy cái hạt vàng lại đi. Cái này nó choáng nhiều vị chỗ của mình quá. Đặt cái bàn chế tạo xuống nè. Nén hạt vàng lại. Để coi được bao nhiêu đây. Và cũng được khai khá vàng rồi nè. Rosary, cái này dùng để làm gì đấy? Cái này dùng để đeo vô à? Còn công dụng gì khác không? Cái này nó giống như một cái bùa bên người vậy đó các bạn ơi. Nó tăng thêm mấy cái dòng khác cho mình ấy. Ui nó tăng. Cái này là hệ lửa nhưng mà nó lại giảm spell code là sao mình vẫn chưa biết công dụng rõ của nó nữa. Mà không sao đâu, dù sao thì mình cũng đã đánh chiếm xong cái cái cung điện này rồi nè. Rồi giờ thì mình sẽ đi lên trên để dọn dẹp đồ và vào trong cái khu vực này để sống nhá. Nhưng mà mình cần phải lấy hết đồ trong đây trước cái đã. Trong đây mấy cái tên này nó ưa giấu đồ lắm. Hình như giấu đồ trong đây đúng không? Ủa cái cung điện to vậy mà không có đồ quý hả? Chỉ được mấy đồ linh tan tinh hồi nãy thôi à. Ôi vậy là phí công mình rồi. Ui nãy giờ bị mấy skeleton bắn bấy người hết trơn luôn á. Mà không được đồ gì quý giá ngoài mấy cái áo giáp slam bị gắt hồi nãy à.
Phần thưởng này không xứng đáng cho lắm rồi. Mà thôi kệ, dù sao cũng đánh chiếm xong cái tòa tháp này rồi các bạn ơi. Ủa, cái cung điện này rồi các bạn ơi. Như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã có được một nơi ở có thể nói là tạm thời ổn định thôi. Mà trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tìm một nơi tuyệt vời hơn để sống, cũng như là kiếm thêm những cái vũ khí và khoáng sản để chế tạo những bộ giáp mạnh hơn ấy, để có thể sống sót trong thế giới Crazy Grab này. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.